Hello chào anh em, chúng mình đến với kênh YouTube của Điện Việt Nam. Mình là Thành, mình là admin của Điện Việt Nam. Chúc anh em một tháng mới, một ngày mới làm việc an toàn và hiệu quả nha. Xin giới thiệu với anh em, đây là trụ điện gió. Đây, hiện tại thì mình đang nằm dưới trụ điện gió, quay cho mọi người từ dưới chân trụ điện gió lên đến bên trên đây cho mọi người thấy này. Nếu bạn thấy video bổ ích, hãy like và chia sẻ cho mọi người. Đừng quên đăng ký và ấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất nhé.